Chào tất cả mọi người nha mọi người. Thì sáng nay sau khi ra ngoài vườn nè mọi người, mình dọn dẹp chuồng bò xong, định đi về thì quay qua mình thấy cái dây thanh long này có một cái hoa nó nở mọi người. Rất là hiếm bắt gặp mà nó nở full như vậy luôn nha mọi người. Đây, nó được 3 bông hoa mọi người. Nhưng mà chỉ mới có hoa này nở thôi. Rất là đẹp luôn các mọi người. Rất là dày và nó to hơn cái bàn tay của mình rất là nhiều luôn nha. Đó. Cái này mà một lát nữa nắng lên là nó sẽ tàn đó mọi người. Cánh nè mọi người. Đó. Đây là dây thanh long ruột đỏ nha mọi người. Dây này là dây thanh long ruột đỏ. Ôi, cái cuốn hoa, cái đài hoa nó đẹp cực kỳ luôn mọi người ơi. Mặt trời thì đang lên rồi mọi người. Chờ nếu mà cái này hoa bông hoa kia nó nở nữa thì là cực kỳ đẹp luôn á. Rất là đẹp. Nhìn đẹp ghê luôn á. Phía trong đó mọi người. Đây là phía trong của nó nè. Đài nhụy, cánh hoa, hoa nó màu trắng. Ở bên ngoài thì màu vàng mọi người. Dây này còn nhỏ lắm mọi người. Nhưng mà kỳ rồi là đã ra trái một ăn một đợt rồi. Đây là lần thứ hai nó ra hoa ra trái mọi người. Quá là đẹp luôn nha. Đây, mình quay lại toàn cảnh cái gốc nó đây mọi người. Trồng trên cái trụ xi măng nha mọi người. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành nha mọi người. Mọi người nhớ cho mình một like, một subscribe và một lượt chia sẻ nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người để một bình luận phía dưới nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người.